Rồi, okay, xin chào các bác. Thì trên tay em đây đang là cái con Samsung S24 Ultra. Thì con này là bản chính hãng, hai sim vật lý và em vừa mới khui hộp hôm qua thôi. Và cái con này là cái màu xám titan đây. Thì hôm nay em sẽ thử soi cái con này vào kính hiển vi xem là cái cụm cam của nó có bụi không, và cái viền titan thì trông nó sẽ như thế nào các bác nhé. Con này thì được cái là cái viền và cái mặt lưng thì gần như là nó không bị bám vân tay, nhưng mà cái màn hình trước ấy thì bám rất nhiều các anh nhé, không phải là không bám đâu. Cái màn trước này thì bám kinh khủng luôn đấy, thì nó cũng như S23 thôi, chỉ có mỗi cái là viền và lưng là không bám các anh nhé. Đấy thì bây giờ em sẽ soi vào camera, à quên, soi vào kính hiển vi cho bác xem nó như nào nha bác nhé. Rồi, ok các bác, thì đây là cái cam to nhất tính từ trên xuống này các bác. Đây, tính từ trên xuống này đấy, cam to nhất này. Thì đây hình như là cam góc rộng với các bác. Đây, thì em sẽ cho các bác xem rõ này. Thì đây các bác nhìn thấy này, cái khung viền bao quanh của cái này này, thì cảm giác như là em thấy là nó có vẻ là trông nó vẻ chắc chắn hơn hồi xưa, hồi con S23 ấy. Ở chỗ này có một vết xước à? À không, không phải. Đó, nhìn khá là ngon. Đương nhiên là sẽ chưa có vết xước gì rồi, tại vì mới khui hộp hôm qua mà. Đấy, còn đây các bác nhìn này, bên trong này, bên trong cam hình như là không có vết 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 bụi nào ấy các bác. Đây thì em sẽ lấy cái miếng dính bụi để em dính nó đi, xem là có phải là bụi ở trong hay là bụi ở ngoài. Đấy, bụi ở ngoài thôi. Đấy. Đấy, như quan sát của em ở ở cái cam đầu tiên này thì là ở bên trong nó hoàn toàn không có cái miếng bụi nào các bác ạ, để em soi sáng hẳn lên nữa này. Đó. Cho to nữa nhé. To nữa xem nó có thấy gì không. À. Đây các bác, to nữa vẫn thấy bụi đây này. Đấy, có thấy không? Vẫn có một số hạt bụi xung quanh kìa, các bác đừng tưởng là không có. Đấy, em dán, em đã dính hết rồi nhé. Này, cái khăn sạch lau đi xem nào. Đó, thì các bác thấy rồi đấy, ngay cả hàng chính hãng. Đấy. À, nhưng không phải phải bụi hay sao ấy, em cảm giác như là mình lau chưa sạch thôi. Ui, cái này nó càng bẩn thêm. Các bác chờ chút nhé, em sẽ lấy cái khăn chuyên dụng lau lại. Nhiều khi chính là những hạt bụi do cái khăn nó tạo ra ấy các bác. Thổi đi xem nào. Đó. À, thì như các bác biết rồi đấy, cái đợt trước em dùng cái con S23 ấy, thì là có bụi các bác nhé. Đấy. Ừ, hình như là cái miếng dính bụi này nó càng để lại bụi các bạn, nó không ổn cho lắm. À, như thế này đây, các bạn nhìn thấy không? Như thế này gần như là không có bụi được đúng không các bạn? Đấy, nhìn không có bụi luôn, rất là sáng đẹp. Đó, không có bụi đâu các bạn. Rồi, và em sẽ thử là di chuyển cái kính camera xem nó có bị lung lay không. Đây, các bạn nhìn thấy này. Đấy, có thấy không? Cái kính của nó vẫn có bị xê dịch đấy các bác nhé, như thời S23 thôi. À, đây là do cái việc mà cái dán keo thôi các bác. Dán keo thì nó không thể nào mà nó đứng yên một chỗ được, nó vẫn bị di chuyển theo cái keo thôi. Đấy, keo dán thôi. Đấy. Ok. Đấy là cái cam thứ nhất nhé. Đấy, tiếp tục cam thứ hai này. À, cam thứ hai em cũng lau đi đã. Thổi bụi ra cho nó nguy hiểm. Hình như bụi, một vết bụi sao ấy. Cái chỗ này không thấy đi. Có một vết này không thấy đi này. Đấy, có một vết ở chỗ này này. Đấy, vết chỗ này này.
là em lau, cố tình lau ở chỗ cái vết này rồi mà nó không thấy đi, để em soi to lên xem nào, soi to nó lên xem là nó có phải là bụi đấy không. To quá. Cái này là vết ở dưới ở trên thì không biết. Thực sự là không thấy nó đi cho nên là không biết nó ở dưới ở trên. Không thấy đi các bạn. Nó ở dưới. Đó thì bị con này thì là à, sáng ở đây nào. Đó con này bị đúng một, con này có một vết vết bụi nha các bác nhé. Đây vết bụi chỗ này. Vết bụi chỗ này mà em lau đi không đi này các bác. Đấy, lau nó không đi. Đấy, rất là bé thôi. Đó, đây là cái cam chính rồi các bác. Cam chính. Đấy, là có một cái bụi nhé các bác nhé, không phải không có cái bụi đâu. Rồi. Đấy, các bác nhìn thấy nó vẫn còn cái bụi của nó kìa. Đấy, và đây là cái vành bảo vệ cái cam này. Đấy, nó cũng còn rất là đẹp. Chưa hề có vết xước nào. Không biết cái vành này có bằng phải bằng titan không các bác nhỉ? Em cũng không nắm rõ thông tin đâu. Em chỉ thấy nói là cái khung bằng titan thôi. Cái viền này cũng biết có phải bằng titan không, không biết nữa. Đó. Xem cái kính nó có bị xê dịch không nhá. À, cái kính thì nó vẫn xê dịch như cái kính kia thôi. Đấy. Ok. Còn đây là cái cam tiềm vọng đây, zoom hay cái gì gì đây. Anh em lau đi xem nào. Ok các bác, đấy con này thì hình như là không có bụi đâu. Con này như, phải nói là như không có bụi thì phải. Ở cảm giác ở dưới kia vẫn có bụi chút sao. Sáng lên tí nữa, to lên tí nữa xem nào. À, chứ ở dưới cái khe kia thì như có bụi thì sao các bác. Cái kính của em nó không được xịn cho lắm nên nó không soi được rõ ràng cho lắm. Đó. Ok. Nói chung là như thế này thì coi như là không có bụi được còn gì nữa. Không có quá cầu kỳ như vậy. Ok các bác, thì đấy nói chung là phải nói là cái hàng chính hãng thương mại Việt Nam thì nó vẫn nét nét đen đẹp các bạn, nó không có vấn đề gì về 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 bụi trong cam đâu. Đây. Kính thì nó vẫn cứ xê dịch một chút thôi, cái này thì bình thường là vì do keo thôi. Đấy, còn khung viền thì quá đẹp. Rồi tiếp tục hai đến hai cái kính nhỏ này. Hai cái lỗ cam nhỏ từ trên xuống này, thì cái này là nó như là một cái cảm biến hồng ngoại gì đấy thôi. Đây. Cảm biến hồng ngoại gì đấy thôi. Không rõ lắm nhưng mà em đoán là vậy. Thấy nó có hai mắt nhận vào nhận, một mắt thu một mắt phát thì phải. Đó, cái này cũng không thấy có bụi. Không thấy có bụi các bạn. Nếu có bụi là do mình tạo ra thôi. Đây. Kính của nó đây. Kính của nó đây. Kính của này thì có vẻ là nó ít di chuyển hơn, thì vì do nó nhỏ khoảng cách nó hẹp ấy. Có vẻ là ít di chuyển hơn thôi nhưng mà vẫn có di chuyển. Rồi, tiếp theo là cái cam cuối cùng này. Đây là cái cam macro à? Đây, mặc gì không biết nữa. Đấy. Thì cái cam này không có bụi đâu. Bụi là do cái miếng dán dính chống bụi này tạo ra này, mẹ đó. Bảo là dính chống bụi nhưng mà nó tạo ra bụi. À, nói chung là không có bụi. Rồi. Ok. Đó các bác, nó không có bụi đâu. Đấy, như vậy thì là cái cam sau ấy, thì là cũng không thấy có bụi đâu các bác. Tại vì đây là hàng chính hãng rồi mà. Đây, còn đây là cái đèn led này. Đèn led thì hơi khó nhìn các bác nhỉ, nó hơi mờ. Đây cụm đèn led này đó. Ok, thì đây là cái phần mặt lưng này các bác, cái phần mặt lưng mà tiếp giáp với những cái khung viền cam này. Đấy, nó không phải là khít hoàn toàn đâu, có cái hở cái khít này. Đấy, các bác nhìn đó. Đấy, cái ở cái khít này.
Đấy, nhưng mà nói chung là cũng khít lắm rồi. Đấy, còn còn đây là cái chất liệu mà đây để mà mờ này mới nhìn thấy các bạn. Đây là cái chất liệu mà làm lên cái lưng nhá các bác. Chả nói chung là chả biết nó bằng kính gì, kính gọi là Victor 3 hay cái gì đấy, tên nó hơi khó khó dài dài, hơi bị khó nghe, à quên, hơi bị khó đọc. Rồi cái kính này thì cũng không quá quan tâm, giờ em sẽ tiếp tục soi đến cái viền nhé các bạn. À quên, lúc này thì nên cho cái cam trước các bác, xem cam trước xem nó có bị sao không. Đây, đây là cái cam trước đây các bác. Đó, cam trước của nó đây. Đây, cam trước của nó đây. À, sao sáng hết cỡ, nhìn thấy cam trước các bạn. Đó, các bác nào, cam trước này. Cam trước thì chắc chắn nó không có bụi rồi. Ok các bác. Cam trước đây nhé. Rất đẹp. Cam trước lần này làm bé hơn các bạn, bé hơn và trông nó gọn gàng hơn thôi. Đây là các bề ảnh này các bác nhìn này. Đó, cái lỗ loa này. Đây, cái lỗ loa thoại này. Lỗ loa thoại này. Đó. Đây có phía trước này. À không. Rồi, đây là cái điểm ảnh ở cái màn hình chờ này. Đó. Hỏi mấy cái này thì nó không quá quan trọng đâu. Rồi, em sẽ thử soi mấy cái khung viền các bác nhé. Đấy, em sẽ cho cái kính của em nó cao lên. Đây, mấy cái soi được không này. À, hơi sáng nhỉ. Nói chung là nó sẽ hơi bị chói các bạn, rất là khó nhìn. Đây này các bạn. Đó. À đây, em mình sẽ cho các bác nhìn rõ hơn cái việc mà cái khung cái góc ấy, bốn cái góc xem là chỗ nào cong nhé các bác nhé. Đây các bác nhìn thấy không? Đó. Tràn xuống thấp mình nhỉ? Không, không cần. Đây các bác nhìn thấy không? Cái phần giáp với cái phần cạnh trên dưới thì nó sẽ không cong đâu. Còn cái phần giáp với hai cạnh viền ấy, thì nó sẽ cong thôi nhé. Đấy các bác thấy không? Để sáng thì nữa nè. Đó, hoàn toàn các bạn thấy này nó sẽ cong cong một chút. Đó. Rồi, ok. Vậy là các bác đủ hiểu rồi. Ở đây là cái góc góc máy này. Sáng quá, nhìn đấy. Đây, đây là cái phần, đây là cái khung titan này. Đấy, nó hơi nhám nhám như này này. Đây là cái vạch nhựa này. À đây, cho các bác xem nữa là cái phần lưng mà tiếp giáp với khung viền. Thì anh em bảo nó bị hơi bị lõm xuống một chút. Thì đúng thật là vậy. Ở cái cạnh trên này này là nó hơi lõm xuống chút thật các bạn. Đấy, còn ở cạnh ngang cạnh viền này thì nó em cảm giác là nó khá bằng, không không bị lõm. Đó. Đó, cũng hơi khó nhìn các bạn, nói chung là anh điện hơi khó nhìn. Còn đây là các cấp phím bấm này. Đây. Đó, quá là khó nhìn luôn đấy các bạn ạ. Đây, cấp phím bấm này. Cái phím bấm này thì em thấy là các chất liệu của nó cũng cũng có vẻ là tương đồng với cái khung viền thôi các bạn. Kiểu như là nó cũng bằng titan luôn đấy. À, mà không biết là trên này có phải là một cái lớp sơn không, hay là từ titan tự nhiên hay cái gì đấy luôn,
nếu như mà vẫn có một lớp sơn ý, thì em nghĩ là vẫn chắc thôi. Đó. Ok, nó chỉ có hai phím bấm ấy thôi. Bây giờ em sẽ soi đến cái lỗ loa nhé các bác nhé, cái lỗ loa nó cao lên tí nữa các bạn, cả bài cỡ luôn. Ôi giời, cao quá rồi, không thể cao hơn được nữa đâu. Có chờ em chút, để em điều chỉnh cái này cho nó cao hơn tí nữa. Không thể cao hơn được nữa rồi các bạn. Đây, phải cho nó, đây là cái chỗ bút này. Sẽ phải cho to to đi, nhìn dễ nhìn các bạn. Đây, cái đầu bút này nhìn cũng bằng titan luôn đấy các bác. Ơi khó nhìn nhỉ. Khó nhìn quá các bạn. Đó. Đầu bút này. Đó. Tiếp theo này. Đấy. Tiếp theo là cái lỗ loa này. Thì xem bên trong nó là cái màng của nó là bằng gì rồi. Khá là khó nhìn các bạn. Trong cái điều kiện này thì em cũng hơi bị run tay. Ôi ôi nhìn cái màng này, ôi đây hàng chính hãng đây các bác, nhìn nó kìa, nhìn kiểu gì kìa các bác, cho nó to hơn tí nữa nào, sáng này tí nữa nhìn rõ đây. Qua cái thể cái lỗ loa này. Soi cho rõ ràng tí nữa nhé. Đây. Em cũng không hiểu là nó đang như thế nào các bác. Đây các bác nhìn thấy này, em hơi run tay này. Cái lưới của nó bị xê dịch kiểu gì luôn ấy các bác. À. Không không thể nào mà nó lại như này được. Không thể hàng chính hãng mà làm ăn kiểu này được, thật sự là cái lỗ loa như này thì chả biết phải nói gì nữa. Con đây, đây các bác thấy không? Con SK3 trước em cũng soi cái lỗ loa rồi, nó hoàn toàn là bằng nhựa nhưng mà nó còn đều và nó trông nó trông trông nó thẳng ấy, thẳng và trông nó có vẻ là nó chắc chắn hơn. Còn cái này bác nhìn thế này, hoàn toàn là nó không biết là bằng bằng kim loại hay là bằng nhựa nữa. Cái này thì em cũng không dám chọc vào đâu, chọc vào là nó rách bố ra thì là mất chống nước luôn. Đấy. Nhưng mà cái như này thì các bác bảo nó như nào? Thực sự là không, hơi khó hiểu các bạn. Nè. Tay run quá. Đó có thấy không? Hoàn toàn là lần trước thì nó bằng nhựa, nhìn phát thấy luôn nó bằng màu trắng, còn đây nó thành màu đen. Cái lưới loa này là màu đen nhưng mà không biết rồi có phải bằng nhựa hay là bằng sắt thì không biết. Nhưng mà nhìn thấy cái keo này, keo thừa các thứ này. Nó trông nó ghê ghê kiểu gì ấy. Trông kiểu như nó sắp bung ra nơi các bác. Đấy. Thấy không? Ủa. Sợ luôn. Rồi, nói chung là cái lỗ loa như thế thì là không không hợp lý rồi. Còn đây là cái chân sạc này. Sạc thì đương nhiên là còn mới, không vấn đề gì. Nó hơi khó nhìn mà thôi, chân sạc thì để em cho cao này một tí nữa nhé. Đây là cái vành ngoài của chân sạc này.
cái này kiểu cho cái đứng máy đứng lên nó phải nó không giữ được các bạn, nó hơi bị rung. Đấy, đây là cái vành ngoài. Nó có một lớp nhựa này, nó một cái lớp cao, nó biết bằng nhựa hay bằng gì, nó bọc 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 quanh một tí. Rồi, tiếp theo là cái lỗ mic này. Lỗ mic, lỗ chọc sim này. Đấy, các như như bác nhìn này, từ cái lỗ mic này sao mà giữ nó im được nhỉ? Chán thế. Đây, bác nhìn thấy cái lỗ mic không? À, cái lỗ mic này thì em cảm giác như nó sau khi khoét một lỗ thì nó cắt cắt vát một tí ở trên 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 đầu ấy, thì cảm giác như là cái khung viền này, cảm giác như khung viền này nó cảm giác như khung viền này là không phải bị sơn, không phải là sơn mà là gia công từ một tấm titan ra ấy. Nói chung cảm giác thế thôi. À, nó hơi khó nhìn cái điều kiện này, em quay nó củ chuối quá. Rồi, nói chung là quay hơi khó các bạn, quay khó quá. Thôi, nói chung là em thấy là có vẻ là cái viền titan này là trông có vẻ là sẽ chắc chắn hơn một chút. À, trông nó nhám hơn hẳn cái kia. Thôi, ok các bác, nói chung là khó quá. À, em quay đến đây thôi các bác nhé. Quay cho nó vui thôi. Bữa nào xem được thì xem. Ok. À, chào các bác nhé.